Tình Nguyễn mời quý vị nhìn lại tòa cao ốc của chợ vải Sóc Trình Lâm cũng như ba tòa cao ốc của Thường Kiệt Plaza. Trong thời gian gần đây thì Thường Kiệt Plaza đã được mua lại bởi một nhà đầu tư mới và đang được xây dựng các trung tâm về hàng quán, siêu thị ở khu vực tầng trệt, tầng 1 để tạo nên một diện mạo mới. Quý vị có thể thấy được những thương hiệu nổi tiếng đã được đặt đến với Thuận Kiều Plaza. Và như những clip trước có quý vị nói rằng là sao lại để màu xanh này kia về phong thủy, thì ngày hôm nay Thịnh Nguyễn đi ngang và để ý Thuận Kiều Plaza cũng đã bắt đầu nghĩ đến cái phong thủy bằng việc là có đặt những cái mảng sáng bằng giống như màu ánh đồng, quý vị có thể nhìn thấy rất lớn. Và buổi tối với cái ánh đèn phía trước của LED chiếu lên, nó tạo ra một cái sự dạ quang và tạo ra một cái sự rất là nhìn thấy rất đổi mới và rất sáng, quý vị thấy.